Hãy lấp mọi hố sâu và mọi
núi đồi, con đường gồ ghề, hãy xa cho bằng, và mọi người sẽ thấy vinh quang của Thiên Chúa. Đó là cách thức mà chúng ta làm trong mùa mộng khi nghe lời Gioan Thầy Giảng gióng lên lời kêu gọi ăn năn hối cải, chứ không phải là những hạt từ xưa như trái đất nghe đến nhà ta. Trên kể rằng một khách du lịch nhân lúc mệt mỏi đã ghé vào túp lều tranh của một vị thừa sai trong một ngôi làng xa xôi hẻo lánh tại Ấn Độ. Bước vào lều, người ấy chỉ thấy một cái chõng tre trải chiếc chiếu sơ sài, một bộ bàn ghế bằng tre với đống sách trong góc nhà. Anh không hiểu tại sao một linh mục thừa sai mà lại sống đơn sơ nghèo khó đến thế. Anh ngạc nhiên hỏi vị linh mục: thưa cha, đồ đạc của cha chỉ có bấy nhiêu thôi sao? Vị thừa sai mỉm cười đáp: vậy đồ đạc của anh bao nhiêu? Chỉ có chiếc ba lô đó chứ gì. Anh thành thật đáp: nhưng con chỉ là khách du lịch, con đi đường vài ngày, đâu cần mang theo đồ đạc nhiều, còn cha ở đây luôn mà. Vị thừa sai khó hình, cười và trả lời: anh là khách đi đường, tôi cũng thế, tôi là khách dọc đường. Đúng, vị thừa sai là khách dọc đường. Phải chăng Ngài muốn nói với mỗi người chúng ta hãy dọn đường sửa lỗi cho Chúa, nghĩa là từ bỏ tất cả những gì là chướng ngại vật? Có lẽ ngày hôm nay Thiên Chúa không chờ đợi chúng ta điều gì lớn lao cả, nhưng Ngài đang mong chờ chúng ta những việc làm cụ thể và thiết thực để dọn đường cho Chúa đến. Mà Thánh Augustino Ngài đã nói: mỗi người trong các bạn đều biết rõ điều cần phải làm trong gia đình của mình, với bạn bè lối xóm, người giúp việc, kẻ trên đường dưới. Bạn cũng biết cách mà Chúa ban tặng cơ hội và cách thức Ngài dùng lời để mở cửa ra. Vậy thì đừng hài lòng để rồi sống yên ổn với bản thân cho đến khi nào bạn khuất phục được tất cả cho Chúa Kitô, thì bạn được Chúa Kitô khuất phục. Đây là điều mà chúng ta cần làm trong mùa mộng. Điều vui lớn lao của chúng ta đó là niềm vui mang về cho Chúa Kitô chính bản thân của mình và những người sống trong gia đình, sống xa Chúa, thờ ơ lãnh đạo. Vì dù chúng ta sống trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa, thì lời rao giảng của Gioan Thầy Giảng vẫn là một lời khẩn thiết có giá trị thời sự. Có thể nói, ngày nào con người còn sống trong luân lý Kitô giáo, còn giáo dục, còn khuyên răn, và bao lâu còn tội lỗi và còn tranh chấp, còn những tệ đoan thì còn phải sửa chữa và thay đổi để trở nên tốt hơn. Xin cho mỗi người chúng ta hãy thân tâm đừng vươn mình cương ngạnh, nhưng hãy quan quỳ để Chúa Thánh Thần tác động nơi mỗi người chúng ta. Amen. Tôi